Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui mừng gặp lại mọi người trong video của Lee's Perfume, Quy hợp và cảm nhận mùi hương. Thì ngày hôm nay Lĩnh sẽ mang đến mọi người một cái mùi hương của một cái nhà nước hoa designer rất là nổi tiếng về những mùi hương dành cho mùa hè. Đó chính là nhà Dolce & Gabbana. Thì nói đến Dolce & Gabbana thì các bạn đã biết rồi, vào mỗi một mùa hè của mỗi một năm thì hãng lại cho ra một cái ấn bản rất là đặc trưng dành cho năm đó. Ví dụ như là ngày xưa thì có cái bộ đôi nam nữ Light Blue, là bộ đôi nổi tiếng nhất của nhà Dolce. Light Blue Boom và Woman thì bắt đầu tới những năm kế đó sẽ có Light Blue Intense, rồi Light Blue Love, rồi Love in Love, rồi Love Forever, rồi Love Sun Song, rồi gần đây nhất thì có một cái cặp đôi Light Blue Summer Vibe đó. Thì cái cặp đôi đó là được lấy trên cái chai nó sẽ có hoa văn rất là nhiều, và được những cái hoa văn đó được lấy cái cảm hứng từ những cái hoa văn đó là được lấy cảm hứng từ những cái đồ gốm sứ của Italia rất là nổi tiếng đó. Thì đó là chính là những cái mà mùi nước hoa mà Dolce & Gabbana bao nhiêu năm qua được người ta chú ý tới cũng như nổi tiếng đi đó. Và rẽ qua một khúc khác thì Lĩnh sẽ nói về một cái mùi hương mà nó hoàn toàn khác với những cặp đôi Light Blue đó. Thì đó chính là cái bộ sưu tập Anthology của perfumer Nathalie Lujon. Thì cái bộ sưu tập này á, là nó gồm rất là nhiều chai nước hoa được mang tên L'Emerachecki. L'Emerachecki là một cái bộ sưu tập gồm những cái mùi hương được đánh dấu số. Và L'Emerachecki mà Lĩnh mang đến mọi người ngày hôm nay chính là L'Emerachecki 3 đó. Tức là số 3 đó mọi người. Thì ngày hôm nay á, trước khi mà nói về cái mùi hương này thì Lĩnh sẽ nói song song với một cái bản tiền nhiệm của nó, đó chính là bản Eau de Toilette được ra mắt vào tháng 9 năm 2009 đó. Và cái bộ sưu tập Anthology này được lấy cảm hứng từ những cái quân bài Tarot. Tarot là một cái loại bài mà ở phương Tây nó rất là chuộng để người ta coi bài người ta cái thì đó là một cái kiểu hình thức giống như là ở Việt Nam người ta hay coi bói bài. Thì bài Tarot là một cái loại bói bài ở phương Tây đó. Thì nói sơ sơ là như vậy. Còn về tại sao mà ngày hôm nay Lĩnh mang đến mọi người cái chai này á, thì để Lĩnh mở cái chai này ra xong Lĩnh nói cho mọi người nghe tiếp. Thì trên tay Lĩnh đây là cái bản 100ml tester đó. Rồi Lĩnh sẽ nói tiếp tại sao là như vậy đó. Đây thì cái box tester thì nó trắng đen vậy thôi, nó không có gì hết đó. Và nói tiếp về cái phần cái mùi hương thì cái bản đây trên tay Lĩnh là cái bản limited đó. Limited nghĩa là cái bản được ra mắt vào tháng 9 năm 2020, còn bản bình thường, bản EDT thì ra mắt vào tháng 9 năm 2009. Thì là ngày đó thì vào năm 2009 thì Lĩnh đã biết đến cái mùi hương đó, mà bởi vì nó rất là tệ. Nó là một cái loại mùi hương mà xịt một cái, xịt 2-3 sốt xong rồi chạy ra chợ mua miếng rau miếng cá là về nhà là hết mùi. Cho nên Lĩnh thấy nó không xứng đáng để được lên video. Và cũng như là thời đó thì mình chưa làm video, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không có xứng đáng để được lên video. Vì sao thì dài về giữa video mình sẽ nói về lý do đó. Còn mãi đến 11 năm sau là năm 2020 thì phiên bản limited được ra đời đó. Thì đây mới là cái điểm đáng nói ngày hôm nay đó. Vào tháng 9 năm 2020 thì cái phiên bản L'Emerachecki 3 này được ra đời đó. Thì nó được nằm trong cái bộ sưu tập là Anthology, được lấy cảm hứng từ những quân bài Tarot. Và cái người mẫu đó, cái khuôn mặt đại diện cho cái chiến dịch quảng cáo đó chính là nữ báo thủ, mà nếu các bạn nào mê quần áo, mê thời trang, mê catwalk thì không ai không biết đến, đó chính là supermodel Naomi Campbell. Đó chính là cô người mẫu mà được cả thế giới rất là ngưỡng mộ và rất là yêu thích và suy nổi tiếng rất là nhiều. Và ngày hôm nay Lĩnh sẽ cho mọi người thưởng thức cái mùi này, bởi vì mùi này nó rất là nhiều cái để bàn cãi và khen ngợi, cũng như là cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm mà chúng ta cần phải có. Là bởi vì là hiện bây giờ là ở Việt Nam là rơi vào giữa và cuối mùa hè đầu mùa thu, tức là các em học sinh sinh viên sẽ chuẩn bị vào tựu trường. Thì giữa cái giao mùa với nhau, giữa mùa nắng với lại mùa mưa dầm ở Việt Nam thì sẽ có những ngày nắng rất là nóng, và có những ngày thì nó lại mưa âm u, rồi nó buồn tẻ, rồi kiểu không khí nó bết rít khó chịu, rồi có khi nó nóng hừng hực, rồi có khi nó lại lạnh quá lạnh bởi mưa và bão. Thì
một hôm mới Lĩnh bất chợt Lĩnh tìm đến cái mùi này, thì Lĩnh phải nói wow, sao bây giờ mình mới đem mùi này lên, quyết định đem cái mùi này lên video nha, trong khi nó ra mắt vào năm 2020 rồi. Thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là Lĩnh làm video là mình tin vào một cái thời điểm, cái duyên cũng như là cái cảm xúc mà nó đẩy chúng ta đến một cái việc gì đó. Bởi vì Lĩnh là một người rất là nghệ sĩ tính, cũng như mình làm cái gì á, cũng phải có cái cao trào và cái cảm hứng đến với cái món đó thì mình mới làm được. Chứ Lĩnh không có làm theo edit hay là làm theo kịch bản hay là làm theo lịch sắp xếp. Cho nên là những cái gì mà Lĩnh làm, giống như các bạn thấy, Lĩnh không bao giờ làm một cái video cắt ghép và lồng vào nhau nhạc, rồi cũng như là kiểu là cắt nhiều đoạn với nhau, những câu nói hay lồng vô và những câu nói dư thì mình cắt bỏ. Thì nó rất là dễ, không có gì khó hết, chỉ là tốn thời gian dựng và edit thôi. Nhưng mà Lĩnh quyết định quay one shot là bởi vì mình muốn mang đến cảm giác chân thực nhất cho những người nào cùng với mình xem video từ đầu cho tới cuối đó. Họ đi cùng mình từ lúc về thương hiệu xuất xứ cho đến cảm nhận mùi, và kể cả đến khi mà mình về cuối video thì mình sẽ mang đến cảm giác chân thực nhất cho người ta, chứ mình không nói cái kiểu công thức cũng như nói về những cái kiểu như trên web thì nó rất là dễ. Nhưng mà chủ yếu là mình muốn truyền tải đến cái mùi hương cho mọi người hiểu một cách dễ hiểu nhất và dễ hình dung nhất. Bởi vì chúng ta là những con người bình thường, chúng ta không phải là siêu nhân hay là chúng ta có cái thuật gì mà để chúng ta hình dung được nó qua một cái gì mà để mô phỏng hết đó. Thì quay lại với cái Lemarchi Tree này á, cái bán limited á, thì á Lĩnh sẽ nói song song với lại cái và vừa cảm nhận và vừa so sánh song song với cái bản tiền nhiệm, cái bản đi trước của nó là bản EDT nha, bản này là bản limited đó. Thì nếu như bản EDT của bình thường của nó full seal á thì nó cũng là một cái bóc trắng và chữ đen bình thường vậy thôi. Nhưng mà ở cái bản limited này á, nếu như full seal của nó thì cái thiết kế vẫn giữ lại nè, nhưng mà cái màu chui bên trong sẽ đổi thành màu hồng như thế này đó, và cái vỏ chai bên ngoài, cũng cái vỏ bóc bên ngoài ấy, nó cũng sẽ màu hồng như thế này luôn và đậm hơn đó. Thì là một cái sự thay đổi khá là nhiều đến cả hình thức lẫn cả nội dung. Và ngay sau đây á thì Lĩnh cho mọi người nhìn sơ qua một cái ha, rồi chúng ta bắt đầu xịt ra và cảm nhận mùi hương. Yeah, oh my god. Wow. Wow. Phải nói là nó mát mà nó đã. Đầu tiên để nói về bản limited Lemarchi này á, thì á, cái opening của nó mở ra với dưa hấu, với ổi đào và với kiwi, cho chúng ta một cảm giác rất là chân thực mà mình cảm giác được á nha. Mình cảm giác được á, nó chân thực đến mức độ mà giống như trước mắt mình á, mình giống như mình thấy một cái gì mà nó tốt quá, nó đẹp quá mà nó ngoài sức tưởng tượng của mình, kiểu mình wow, oh my god, kiểu như đó. Mình wow lên, mình trừng mắt lên, giống như mình đang thấy một cái buổi tiệc buffet trái cây mà với biết bao nhiêu là trái cây nhiệt đới ngọt ngọt thanh chín mọng, và kiểu như được bổ ra ở trên một cái bàn rất là lớn và số lượng rất là nhiều vậy đó. Thì thì với cái bản limited này á, thật sự á, để nói về cái bản limited này thì khen thật là nhiều. Để so với hai bản với nhau thì Lĩnh khen thật là nhiều. Bởi vì cái sự chân thực nó mang đến cho chúng ta một cảm giác rất là, phải nói là chân thực, không thể chân thực hơn được. Ở đây Lĩnh nghe cái mùi ổi đào ngọt thanh và kiwi chua chua nhẹ nhẹ. Và ở đây và có một cái sự mọng nước của dưa hấu. Mà dưa hấu ở đây không phải là dưa hấu nguyên trái, mà dưa hấu giống như là nước ép dưa hấu mà được bỏ nước đá vào vậy đó. Lạnh mát đó. Kiwi chua thanh và pha với ổi đào cho chúng ta một cái cảm giác thơm lừng lên, và chúng ta kiểu bừng tỉnh lên và rất là tích cực. Và ngược lại á, cái bản EDT á, thì nó mở đầu với lại dưa hấu, với lại kiwi á, và một ít tiêu hồng tứ xuyên. Mà tiêu hồng tứ xuyên thì Lĩnh đã nói rất là nhiều trong những cái tập hồi xưa sửa tới giờ rồi, thì cũng như là xuất xứ, cũng như cái họ cây của nó, cũng như là với lại cái kiểu mùi của nó, thì Lĩnh thấy rất là giả tạo và nó không có xứng đáng để được làm lên video. Dù ngày đó Lĩnh chưa có làm YouTube nhưng mà Lĩnh thấy nó không có xứng đáng để được nói về cái gì hết. Ngược lại, đây là một phiên bản quá là chân thực từng nốt hương một mình cảm nhận được. Và nói tiếp là về cái phần ở giữa, thì cái bản EDT sẽ có cây đại hoàng và hoa nhài cho chúng ta một cái cảm giác hơi già dặn. Ngược lại, ở bản limited được thay thế vào với cây đại hoàng với hoa nhài thì được
bỏ ra và hãng bỏ ngược vô lại là hoa hồng Dramat, cũng như đó, cũng như hoa hồng Dramat và hoa mẫu đơn, cũng như là hoa anh thảo. Thì ở đây Lĩnh không có nghe nhiều mùi hoa hồng, nhưng mà thật sự ở đây Lĩnh thích nhất ở đây là cái nốt hoa mẫu đơn với lại hoa anh thảo, cho chúng ta một cái điểm nhấn rất là đặc biệt. Bởi vì cái opening của nó là hơi unisex, nó không có giới tính gì cả, nó chỉ là một loại trái cây mát lạnh nhiệt đới, wow lên, bùng lên. Và sau đó thì khoảng vài phút thì vô hit chốt về trái tim mùi hương, thì bắt đầu chúng ta sẽ nghe được cái mùi hoa mẫu đơn rất là sang trọng, yêu kiều, kết hợp với lại hoa anh thảo á, nó làm cho chúng ta một cái sự dịu dàng, tinh tế, sang trọng và trẻ trung, chứ không có bị già. Còn cái mùi lemon, tức là cái mùi chanh vàng ở trong cái chai này á, thì Lĩnh không nghe được đó. Nhưng mà cái mùi lemon trong cái chai EDT thì nghe được rất là rõ, nhưng không có thích, bởi vì nó không có góp phần đặc biệt gì cho cái mùi hương đó cả. Và phải dành một lời khen rất là nhiều cho bản Limited ở về cái ride down cái mùi hương này. Chúng ta sẽ nghe cái mùi xạ hương kết hợp với gỗ đàn hương, nhưng gỗ đàn hương trong cái bản Limited này á, được làm rất là ít, cho nên nghe rất là mỏng và vừa, không có nhiều gỗ lắm. Nhưng mà xạ trong cái chai, cái nút cuối của cái chai này á, được làm hơi nhiều. Và cái xạ trong cái chai này á, nó đóng góp một cái phần thiết yếu, và nó quyết định một cái nhân tố, một cái yếu tố rất là lớn ở trong cái bản Limited này, đó chính là độ bám tỏa. Nó làm cho mùi hương sống trên quần áo, trên da rất là bền mùi. Thay vì ở bản EDT đầu tiên đó, ra mắt năm 2009 đó, thì chỉ cần xịt 30 phút thôi, chết mất tiêu mùi, không còn gì hết. Ngược lại với bản Limited này, dành sẽ hợp với những chị em ngồi văn phòng. Đó, nếu những chị em nào mà ngồi văn phòng kín mà từ sáng tới chiều mới ra ngoài á, thì nó sẽ khoảng hơn 6-7 tiếng đó, cho 4 sốt. Và những cái chị em nào ngồi văn phòng mà hay đi tới đi lui có tí hoạt động đó, thì nó cũng phải hơn 4-5 giờ đó. Thì hơn 4-5 giờ, và với một cái độ tỏa nhẹ nhàng vừa phải, rất là tinh tế, không có ngạt ngào nồng nàn. Đó là một mùi hương ngọt thanh của trái cây chính, không có được can thiệp bởi một cái ngọt nào từ gia vị, cho nên rất là thanh đó, và rất là dễ chịu và sảng khoái, rất là fresh đó. Phải khen một cái điều là như vậy. Thì ngược lại với cái bản EDT thì nó rất là tệ đó. Thì cho nên là mình Lĩnh nhấn mạnh ở một cái điểm là ở cái vấn đề là cái bản Limited này á, nó được ra đời là một cái bước lội ngoạn mục, lội ngược dòng ngoạn mục, mà chúng ta nên sở hữu cái bản này, là bởi vì cái bản này nó rất là đáng sở hữu. Nó hội tụ rất là nhiều yếu tố, nó đột phá từ hình thức lẫn nội dung, từ box nè, từ packaging nè, từ chui nè, từ chất lượng bám tỏa đến cả độ chân thực của mùi hương, nó đều làm rất là tốt, và nó làm rất là khá là chấp nhận được luôn á, chứ không đến nỗi mấy. So với mà một mùi hương mà những cái bạn nào mà muốn tìm những cái mùi cá tính dị biệt, hay là muốn tìm những cái gì mà gọi là đột phá, thì chúng ta tìm tới nước hoa Nix. Còn nếu như các bạn nào mà muốn tìm một mùi hương thanh mát, fresh, sạch để dành cho một cái mùa hè, thì và nó để gọi là tìm một mùi hương mà tạo mood đó, khi mà mình mệt mỏi, mình chán nản trong công việc, hay mình bị áp lực, mình bị stress á, mình xịt mùi này cái nó giật mood lên liền. Đây là một mùi hương gần như là vậy đó. Thì mình thấy được là nó nên được các bạn chú ý tới, và mình tin là cái bản này sẽ được rất là nhiều người yêu chuộng, mặc dù nó đã ra mắt vào năm 2020 rồi đó, bây giờ là 3 năm rồi, nhưng mình thấy mọi người ít chú ý tới nó lắm, ít ai làm video về nó, thì mình quyết định mình làm nó để mọi người biết tới nó nhiều hơn đó. Bởi vì nó rất là đáng sử dụng so với giá tiền đó. Thì ở đây á, độ bám tỏa của mùi hương này nằm ở độ ổn và khá đó. Còn hoàn cảnh sử dụng thì rất là hợp cho những bạn nữ nào từ 20 cho tới 35, và với một cái phong thái mát, sang, thanh lịch và kiểu dễ chịu, fresh, sạch, tinh tươm, thì đây là mùi hương dành cho những cái bạn như vậy. Còn những ai muốn có điểm nhấn hơn, sang trọng hay là signature hơn, chúng ta nên tìm tới những cái bản niche đó. Còn về một phần check note cái mùi hương này á, cái mùi thì Lĩnh lưu ý mọi người rằng là đây là một mùi hương designer với giá rẻ nhưng chất lượng không hề rẻ đó. Ít có một chai nước hoa designer nào mang đến một cái mùi hương chân thực, gợi lại chúng ta rất là nhiều miền ký ức và những cái hình ảnh chân thực đến như vậy, trong khi cái giá nó lại mềm như vậy, hiếm lắm mới có. Hầu hết họ làm rất là giả tạo và rất là màu mè lè lẹt.
đó, và nó không có hậu vị, nó không có độ chân thật cũng như độ bàn cãi. Thì hiếm lắm thì Lĩnh mới khen nhiều một chai designer như vậy, bởi vì á chắc có lẽ Dolce cho nó là bản limited đó, là bản giới hạn, cho nên nó xứng đáng hội tụ rất là nhiều điểm khen. Đó. Còn nếu đây là một mùi hương, còn nếu mà về mặt lưu ý đó, thì các bạn nên cân nhắc kỹ nếu như các bạn là một người hơn 35 tuổi thì các bạn dùng cái mùi này á với một cái môi trường nhỏ thôi, cái không gian nhỏ thì đừng dành những không gian lớn, tại vì nếu như mà mình dùng những không gian lớn á, cái mùi hương này á nó không có làm lại những cái bản niche hay là những cái bản luxury, nước hoa luxury cao cấp khác. Cho nên là nếu như chúng ta là những người hơn 35, tầm 40 bốn mấy đổ lên á mà xài bản này á, thì chúng ta chỉ xài ví dụ như ở công ty mình làm việc hay ở nhà mình thôi đó, hay là đi cà phê sáng hay đi trà chiều với bạn bè với gia đình thôi. Còn nếu đi tiệc thì nên dùng những mùi cao cấp hơn xíu đó, bởi vì đây không phải là một mùi hương tệ, nhưng nó không phải dành cho những nơi xa hoa lộng lẫy đó, là như vậy. Và Lĩnh có full nè, có tester nè, có chiếc 10 ml cho mọi người, nếu như mọi người muốn biết cái mùi này như thế nào đó để trải nghiệm đó, thì mọi người liên hệ với Lĩnh qua Zalo và hotline 0835627248, gặp Lĩnh tư vấn báo giá và ship hàng cho mọi người nha, chỉ một số duy nhất 0835627248 để gặp Lĩnh nha. Đó, thì cái video này á đến đây á, thì nó cũng đã dài rồi, và Lĩnh nghĩ là mọi người nên dùng nó đi trong cái mùa hè này, bởi vì nó đã lắm, nó fresh lắm, nó sạch, nó mát và nó kiểu nó mọng nước lắm, nó làm cho chúng ta cảm giác như là relax lắm đó. Thì chúng ta nên dùng vào những mùa hè này, bởi vì mình thấy ít có ai chú ý tới nó trong những mùa hè, trong khi nó quá là ngon đó. Rồi, bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem video đến đây với Lĩnh ha, và chào mọi người, hẹn gặp trong những video sau đó. Hãy like và ủng hộ kênh để Lĩnh có tinh thần làm những video chất lượng hơn, hữu ích hơn. Và bây giờ xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.